Video này được mang đến cho bạn bởi content chuột trí, editor Minh Châu và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Trong một tương lai xa xôi, cụ thể là vào năm 2080 của một dòng thời gian nào đó, sau khi ném bom hạt nhân nhau chán chê và biến trái đất thành Cybertron, nhưng mà tệ hơn, con người phải co cụm lại trong những siêu thành phố khổng lồ chứa hàng trăm triệu dân, lắm người thì sẽ nhiều ma, càng đông dân càng dễ lú. Ở siêu thành phố 1, một cái tên mà cực kỳ sáng tạo, nơi cư trú của 800 triệu dân, đông gấp 8 lần Việt Nam gì đấy, trung bình cứ mỗi ngày lại xảy ra hơn 17.000 vụ án hình sự nghiêm trọng. Để đảm bảo trị an thành phố, người ta trao quyền lực cho các thẩm phán. Dù tên là như thế nhưng mà họ vừa làm thẩm phán, vừa làm bồi thẩm đoàn, xong rồi kiêm thêm đao phủ và chạy KPI của cảnh sát luôn. Không biết lương có cao không nhưng mà việc chắc chắn là nhiều. Một trong những thẩm phán khét tiếng nhất là Dredd, và hôm nay anh sắp thực hiện một nhiệm vụ khó nhằn nhất sự nghiệp là huấn luyện tân binh. Cơ mà quay ngược lại quá khứ một chút, ở một tòa nhà 200 tầng nọ, tòa cây đào, lại là một cái tên khá là sáng tạo. Sáng nay vừa mới có một vụ án mạng kinh hoàng, chùm buôn thuốc Mama vừa mới khử 3 thằng lon ton dám bán hàng nguồn gốc không rõ ràng trên địa bàn của mụ. 3 tên kia bị lột ra rồi thả tự do, tất nhiên là từ tầng cao nhất xuống dưới sảnh, trong khi bị cho hít thử mai thúy mới gọi là slow mo. Cái mai thúy này làm thời gian trôi chậm chỉ còn 1%. Thế nhá, tôi mà có cái thuốc này chắc chấp mọi deadline luôn. Dredd được cử đến điều tra vụ án kia, nhưng mà thế quái nào cơ quan lại bắt anh đèo thêm bòng là một tân binh mới tên là Anderson, tiện thể là kiểm tra năng lực thực hành của cô luôn. Tất nhiên là Anderson không phải là một cô gái bình thường, cô là trẻ mồ côi sống ngoài rìa thành phố, thế nên cô là Batman. Yok. Đùa rồi. Cô bị nhiễm phóng xạ nên là người đột biến, nhưng mà thay vì mọc thêm cánh tay thì cô lại có khả năng ngoại cảm và xâm nhập được vào đầu kẻ khác. Và xinh. Hai thầy trò đột kích một ổ hút chích, vì trên đời thì hễ có sự vụ gì, người đầu tiên cần hỏi là mấy bà hàng xóm hoặc là mấy thằng nghiện trong khu. Họ bắt được một thằng tên là Kay, và chỉ cần vài giây trong đầu Kay thì Anderson đã biết hắn là kẻ trực tiếp ra tay với ba mạng dưới kia. Bản năng thẩm phán trỗi dậy, Dredd thống nhất với Anderson sẽ đưa Kay về sở hỏi cung xem hắn có biết thêm gì không. Đáng tiếc là Kay lại là đàn em thân tín của Mama, nên là mụ quyết định đáp trả hai thẩm phán theo cách cực đoan nhất, chiếm quyền kiểm soát tòa cây đào, nhốt cả hai lại vào trong, nội bất xâm ngoại bất nhập, đến cả gọi điện cũng không xong, rồi sử dụng đám đàn em đủ kiểm soát cả khối nhà, truy lùng bắn được cả hai đứa để đưa lên đĩa. Dredd và Anderson buộc phải vừa chạy trốn vừa vác theo cây, nên là cứ một tầng chạy rồi một tầng nghỉ, thi thoảng lại phải tỉa chụp thằng đàn em của Mama, cùng lúc bảo vệ cây không bị cả lũ giết người diệt khẩu. Tuy đạn của hai thầy trò ít nhưng mà được cái là đàn em của Mama lại đông, nên là việc cả hai hết đạn trước khi mụ hết người là chuyện sớm muộn. Để cuộc truy đuổi thêm kịch tính thì Mama bắt thằng tay sai bách khoa cơ khí sử dụng hệ thống an ninh của tòa nhà để cầm chân Dredd, để đích thân mụ và đàn em vác súng ra ban công sấy. Trước súng sáu nòng thì chúng sinh bình đẳng, Dredd bỏ chạy như bị mẹ cầm dép đuổi. Nhưng mà phim mà sấy hết cả đạn sáu nòng rồi giết nguyên một tầng nhà, Mama vẫn không khử được Dredd và Anderson, lại còn tạo cơ hội để cả hai thoát ra ngoài trời, rơi xuống một khu vực treo lơ lửng ngoài sườn tòa tháp, chỉ cần nhảy xuống là có được tự do, nhưng mà là tự do chết. Nên là cả hai chỉ kịp gọi tiếp viện rồi quay trở lại trong tòa. Đúng ngay lúc đó thì Mama sai cánh tay phải của mình đi tìm Dredd, nhưng bị thẩm phán bắt được và thi hành án tử bằng cách vứt xuống sảnh tòa nhà trước sự chứng kiến của Mama. Vì cớ gì mà mụ cố sống cố chết ngăn Dredd và Anderson? Lý do là thằng Kay, kẻ mà Anderson và Dredd đang giải về đồn, biết một cái gì đó ghê gớm lắm về mụ. Trước những cái chết của người vô tội, Dredd cáo lăm đập thằng Kay để bắt nó khai ra. Ê, nhưng mà không phải là Anderson có khả năng hack não à? Thế là Dredd Anderson thi triển năng lực vào trong đầu Kay để tìm kiếm thông tin. Kay cố gắng chống cự, còn lôi hẳn súng thịt ra dọa Anderson, nhưng mà lại bị cô thẩm phán dọa cho đái cả tay quần. Sau khi lục lọi đầu cây thì Anderson biết rằng Mama chính là kẻ đã sử dụng tòa nhà này, biến vô số tầng thành nhà xưởng sản xuất slow-mo với tham vọng thâu tóm cả thành phố bằng mai thúy. Anderson nhận ra vụ này to hơn mình tưởng rất nhiều, nên là có ý muốn Dredd cùng mình ẩn náu cho đến khi tiếp viện đến nơi. Nhưng mà đáng tiếc là Dredd lại muốn tấn công thẳng đến chỗ Mama, vì đó sẽ là hành động làm mụ trùm bất ngờ nhất. Ngay khi Dredd và Anderson quyết định tấn công, hai thẩm phán tiếp viện đã đến nơi, nhưng mà bị thanh niên bách khoa cơ khí từ chối cho vào tòa tháp, đánh đứng chờ ngoài cửa. Trở lại chỗ Dredd thì anh bị hai thằng trẻ trâu mang súng ra dọa, nhưng mà mủi lòng không muốn hại trẻ con nên là đổi sang súng gây tê. Nhưng mà chính vì sự chần chừ này, Kay đã thừa cơ bắt Anderson dùng thang máy bỏ chạy về sạp vượt của Mama. Gặp lại được Kay, Mama cáu lăm vì một ông da đen mà mụ đã mất bao nhiêu đàn em cả da đen cả da trắng. Nhưng mà thôi, hôm nay mất nhiều anh em quá rồi, giết thêm thằng này nữa lại không hay, nên là bắt nó vào phòng tự vấn. Về phần Anderson, mụ ngăn không cho cả lũ làm gì hại cô, mục đích là để thủ tiêu, tạo hiện trường giả để làm như là hai thẩm phán chỉ bị bọn nghiện lau nhau sát hại thôi, và đế chế mai thúy của mụ sẽ an toàn. Vì học trò bị bắt nên là Dredd càng gấp rút lên tấn công Mama hơn, gọi điện thách thức luôn.
rồi dùng lựu đạn lửa thui một toán đàn em của Mama. Mama thấy thì cũng hơi rén rén, gọi điện cho người quen ở sở, đó là bốn thẩm phán biến chất đến để giúp mụ xử lý Dredd. Nhóm bốn này thì lừa hai ông đứng ở ngoài về sở, còn bọn nó thì đi vào tiêu diệt hết nhân chứng để không có ai đối chất cho Dredd. Chúng lần gặp Mama, cử một kẻ bảo vệ mụ, còn ba tên còn lại thì đi xử Dredd. Tên đầu tiên gặp Dredd nhưng mà làm anh nghi ngờ vì không đả động gì đến tình hình của Anderson, cả hai rơi vào ẩu đả. Nhưng mà tất nhiên là Dredd là nhân vật chính, xử tử hắn rồi bỏ đi. Trong phòng tối thì Anderson bị Kay trêu chọc trước khi găm đạn vào đầu, nhưng mà đáng tiếc là súng của thẩm phán xịn lắm, có cơ chế định danh điện tử, ai cầm súng trái phép là mất tay luôn. Anderson thừa cơ bỏ trốn về tìm thầy, chạm trán với kẻ được cắt cử bảo vệ Mama. Nhưng bài học ở đây là không nói dối với người biết đọc suy nghĩ. Cùng lúc đó thì Dredd đã giết thêm một tay thẩm phán bẩn nữa, nhưng mà đó cũng là viên đạn cuối cùng trong ổ đạn. Tên còn lại thì bắn anh bị thương, nhưng mà lại bị Dredd thao túng tâm lý, trần trừ và bị Anderson đến xử tử trước. Hai thầy trò tái ngộ, cùng nhau lên tầng cao nhất tiêu diệt Mama một lần và mãi mãi, lấy được cốt mở cửa căn hộ từ tay đàn em bách khoa cơ khí. Dredd định bắt thằng này về nhưng mà Anderson lại thả đi, tại vì sau khi đọc suy nghĩ thì cô biết rằng tay này cũng chỉ là một nạn nhân bị Mama lạm dụng và ngược đãi. Anderson mở cửa thì Mama đã đợi cả hai trong phòng từ trước, mụ ngắn lên tay một thiết bị đo nhịp tim cảnh báo rằng nếu Dredd giết mụ bây giờ thì thiết bị này sẽ phát sóng cho quả bom mụ đã cài trước, kích nổ ít nhất 50 tầng nhà, khiến cả tòa chung cư sụp đổ. Điều đó có làm Dredd ngán không? Chắc chắn là không. Anh bắn mụ bị thương rồi cho Mama hít đúng thứ thuốc mà mụ sản xuất, ném mụ xuống sảnh như những gì mụ đã làm với vô số người khác. 200 tầng nhà thì không quá cao, nhưng mà với Mama đang phê thuốc thì là một hành trình dài. Và đúng như thẩm phán dự đoán, thiết bị đo nhịp tim trên tay mụ không thể phát sóng kích nổ cho quả bom trên đỉnh thác vì tín hiệu quá yếu. Khi mọi chuyện đã qua thì sở thẩm phán cử người đến dọn dẹp. Anderson quyết định trả lại huy hiệu cho Dredd vì cô nghĩ rằng mình đã trượt bài kiểm tra. Từ khi bị thằng Kay cướp súng, cô rời đi để Dredd ở lại trước ngưỡng cửa tòa chung cư. Sở trưởng đến gặp Dredd hỏi anh về Anderson, nhưng mà Dredd chỉ lặng lẽ trả lời là Anderson đã đỗ và đủ tư cách trở thành một thẩm phán chính thức. Siêu thành phố 1 đã có thêm một thẩm phán mới, nhưng mà thêm một thẩm phán mới so với 17.000 vụ chắc không giải quyết được gì lắm. Nhưng mà phim này hay, xem khá là hài hước đấy. Tốt là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.